Bộ Y tế cho biết, sáng nay ngày 24 tháng 8, chưa ghi nhận thêm bệnh nhân COVID-19 mới. Cả nước đang dừng ở 1.016 bệnh nhân tính từ đầu mùa dịch. Trong số này có 674 ca lây nhiễm trong nước, trong đó riêng số ca liên quan đến Đà Nẵng từ ngày 25 tháng 7 là 534 ca. Trong số 414 bệnh nhân đang điều trị, có 16 trường hợp đang ở tình trạng nặng, chiếm 4,6%, 6 người trong đó phải thở máy xâm nhập, 2 người phải dùng ECMO. Hầu hết bệnh nhân nặng đều là bệnh nhân lây nhiễm cộng đồng đi qua đến khu vực Đà Nẵng. Bộ Y tế cũng cho biết, bệnh nhân 888 người đã được phẫu thuật, điều trị chứng chảy máu dạ dày trong khi đang mắc COVID-19 vài ngày trước, đã được phẫu thuật lần 2, theo dõi không thấy dấu hiệu chảy máu, đang tiến triển tốt. Bệnh nhân 582, một trường hợp bệnh nặng khác đã khỏi bệnh và sắp được xuất viện. Riêng bệnh nhân 966 ca bệnh COVID-19 trên nền bệnh ung thư có kết quả xét nghiệm miễn dịch không được tốt. Các chuyên gia đang hội chẩn truyền interferon hoặc thay thế huyết tương từ người đã nhiễm được điều trị khỏi và đã có kháng thể. Nếu bệnh nhân được thay huyết tương, đây sẽ là một trong số ca bệnh đầu tiên được sử dụng huyết tương người bệnh đã khỏi để điều trị. Trong phạm vi nghiên cứu cấp bộ vừa bắt đầu khởi động từ đầu tháng 8 cho đến nay, với sự hỗ trợ tích cực từ những người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh,